đứng thẳng cho đẹp. Vâng. Cái là nó bự. Như vậy là một bạch dừa mình 4 con. 4 cành. Trên 3 lạng. Đồ nhiều à. À ý là một người một nhà. Không, cái một bạch mà mình cân đẩy vô. Luộc luộc lên nó nhỏ thôi xíu à. À luộc thì cái này thì đỏ nhiều quá chứ không phải ít đâu. Đến chỗ nào à, đến chỗ cây hơi lớn lớn kìa, đó đó đó, cây đó đó, đúng rồi. Chị chậm thôi ha. Đâu nội, cái bình thường nó đẹp lắm luôn á, nhìn xuống là thấy mê liền. Nhìn là muốn ăn liền phải không? Bình thường là mình cũng đi đặt vé. Ủa bác sĩ nhiều quá à. Đấy, khó thấy quá. Mình còn ngoài phun bữa nay mình còn gì nữa không? Rồi quạt đi, đi quạt đi. Quạt là sao? Quạt nó nằm ở dưới kia lận. À vậy hả? Khỏi đi. Anh phun đi. Rồi phun. Rồi.